Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy thêm vừa ra lệnh bắt khẩn cấp so với 3 đối tượng người tiêu dùng gồm Nguyễn Thế Hà sinh năm 1987, Đỗ Mạnh Thắng sinh năm 1989, đều ở xã Đồng Ếch, huyện Lập Thạch, và Hoàng Nhật Kế sinh năm 1998, ở xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, để khảo sát về hành vi giữ người trái pháp luật. Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán karaoke Victory địa chỉ thôn Đại Lữ, xã Đồng Ếch, huyện Lập Thạch, do Nguyễn Thế Hà thống trị có tương đối nhiều thể hiện bắt giữ, ép những nhân viên nữ phục vụ quán hát. Ngay sau thời điểm nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì tổ chức xác minh, khảo sát, nắm rõ thông tin trên. Vào cuộc khảo sát, trưa ngày 1 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự phối kết hợp Phòng Cảnh sát Thống trị Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc bất thần triển khai kiểm tra quán karaoke Victory phát hiện có 16 người gồm 13 nữ có độ tuổi từ 17 đến 30 tuổi và 3 nam thanh niên, trong số ấy có Nguyễn Thế Hà chủ quán karaoke Victory. Tại thời điểm kiểm tra có 16 người xuất trình được minh chứng nhân dân, số còn lại không người nào có sách vở và giấy tờ tùy thân nên cơ quan khảo sát đã lập biên phiên bản sự việc và đưa số người trên về trụ sở công an để triển khai việc. Tại cơ quan khảo sát, Nguyễn Thế Hà chủ quán karaoke Victory khai nhận số nữ trên đều là nhân viên quán hát. Hà thuê hai nam thanh niên là Đỗ Mạnh Thắng với giá 6 triệu đồng tháng, Hoàng Nhật Kế 4 triệu đồng tháng để thống trị và trông coi những nữ nhân viên trên trong một phòng ngủ của quán karaoke do y sốt ruột các thiếu nữ trên bỏ trốn. Đối với những nhân viên quán hát, Hà trả công 100.000 đồng một giờ hát một nhân viên, việc giao dịch thanh toán tiền sau 7 đến 10 ngày. Còn hai đối tượng người tiêu dùng Đỗ Mạnh Thắng và Hoàng Nhật Kế khai nhận, từng ngày Thắng có nhiệm vụ mở khóa cửa cho những nhân viên ra tiếp khách tại quán, đến khi hết khách Thắng nhốt những nhân viên vào một phòng của quán và khóa cửa lại. Nếu Thắng không xuất hiện tại quán thì Kế sẽ là người thay thế sửa chữa nhiệm vụ của Thắng. Khi những nhân viên muốn đi ra phía bên ngoài phải được sự gật đầu đồng ý và được cho phép của Thắng. Kế sẽ là người trực tiếp chở những nhân viên ra phía bên ngoài và đưa về. Các nữ nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không triển khai đúng theo sự lãnh đạo của Nguyễn Thế Hà thì sẽ ảnh hưởng Đỗ Mạnh Thắng và Hằng Nhật Kế bắt, nhốt vào một phòng riêng của quán, tiếp nối dùng gậy nhựa đánh và dùng khóa số 8 còn tay vào giường. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã đưa ra quyết định tạm giữ hình sự so với Nguyễn Thế Hà, Đỗ Mạnh Thắng và Hoàng Nhật Kế để thường xuyên khảo sát và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.